Nên khi chị đồng bông xin lỗi đồng bông chẳng ở lúc chậm đất bình dồn thì thật ta đối với đích tới đây dân hai thoa chi prop hết chung người ở lại gì cho mọi người bà ở quân nhóm xôm ở quân tay nơi xung nua đi đại chia xung nua xâm khán chung ngư ăn liệt gì cho mô cứ chia chung ngư đại ăn liệt gì nè chia chung ngư mùi ram rái đại liệt gì đòi xá mì ăn liệt rèn hay chung ngư ăn liệt gì cho mô ní cứ bị cao lang chả na mình tha khmer cha bác sĩ lời trong số bệnh thai mà trong đơn thai sớm và phổ chung người lại gì cho ta ở chia phổ chung người chlon đầm nó bôi rêu môi có ở chia phổ phết chung người chlon bắp thon mà đàn bà ở quần sầm nua đi chia sầm nua mùi lỏ chung người ăn liệt gì chờ mò mình mẹ chia chung người chlon tì cứ chia chung người a chia đầm nọ pú nâng chủng ngữ đại cát lang đòi xa dương pa pol từ nâng a lẹt rèn chà trong sự nghiệp rốt sinh nhà mình ta thưa giờ mới tới ban chỉ phụ quạt đăng tha ta ở miền rốt sinh nhà bên nakla để thưa ai quạt đăng thắng quạt miền bình hà lẹt gì chỉ mua hai bình nhập để chụp cho mùi nâng ở vị trạm mình định sầm nuôi đi can tại bị xe từ tiết dương đăng hai tha chủng ngữ a lẹt gì chỉ mua miền rốt sinh nhà ví cứ tẹt tuồng tìm muối từ nắng tầng chấm mốc hia sầm bão cần đá rồng mò chấm mốc vì ai tôi pi ở chung cư bà sài pru bà chấm bón đi dương nom khi chờ lõm từ nắng chung cư bà sài chung cư bà sài bởi dương tiệp tiệp từ nắng bởi dương dễ bị phiệp khóc ní cứ chúng ngữ allergy cho mốc cứ bàn đam mốc bị allergen hai chúng ngữ parasite chia chúng ngữ mũi đại bàn đam mốc bị phụ virus lúc bị trong đất ai ở bệnh trạng bệnh thay thế tha sầm mèo và chúng ngữ đi phía trên bia can lang mốc bị ở cả ta mê rô cứ mũi co chia cả ta ở bên sinh đại bàn đam ở cả chúng ngữ allergy cho mốc này ca đài sầm nua đi kia sầm nua mũi đài vì bẹp bòn đường sầm nua chúng chạy bằng mình chấm ngư allergy chấm mốc mình men bản đa mốc pí mê hộp tỷ cứ bản đa mốc pí allergen ta allergen nó cứ mê sạch là allergen tam cấp bất ở vây đài nơi trung bình khuôn dương nâng aoi tai pa dương hai dương aoi miên sinh nè aoi miên ruột sành nhá đài nhầm dễ bằng mình cứ kia hai thứ allergy gì cứ biết mình men bản đa một bị mê rồi thì rứa có virus thì chờ ở tết tông chủ mùi nâng vị thi sát của đôi chị ca pi mình phụ tham bánh mình những dây pi ở bánh nhà hai chủng người đi hái và dân trên địa để quạt ở miền bánh nhà hai chủng người ở lại gì hơi ta quạt ở miền ca ca pi clon quạt ở pi bánh nhà hai chủng người đi rằng mệnh đại tử bà ở cún chủng ngư allergy gì chủng một chia chủng ngư muối kỳ chặt châu không chia chủng ngư làm rầy nhé đại thư aoi bị chia chun dương tu tử mình tha cha mình pro sợi tí cứ miên ca pa pol đo sọc gấp hiệp nè pa pol đo sọc gấp hiệp chỉ khang hai ca ca pì ta dương ca pì đừng đây chúng ngữ alex gì ní bởi dương thử miên cả ta bảy cả ta tí mũi pẹp pon pại được thản bà than đi cứ chẳng vậy than nơi khăn ông bệnh tụt kiến ta dương trời thưa dạng mấy đàm bấy ở kịch phát pí chủng ngữ allergy gì chủng một pro dương đang hay than allergy gì chủng một vì mình đa một pí ai thu lý rư có ai mình đa một pí sạt ất nơi khăn ông bệnh tụt kiến miền tàng pí sằng cơi nè cần lát rư có ai bệnh tụt dương miền lệ cần nạ sớm ất ngụt lỏ việt thưa miệt sật chứng cắt ta tiền ô ni thêm trong miên cứ thà nè khá yok sạch chma rư cả sạch cái tự đề chỉ mùi à tiền ô ni cứ chia cắt ta mũi đại thưa ở dương miên allergy ní chia cắt ta bạn được thản hay cắt ta mũi tiết đại dương đăng chứ bác đôi chia tiện tuồng chấm này giả hà cắt ta chấm này giả hà ni cứ dương chụp cả chụp tiền trả lời đấy đôi chia bẹp pon robot à hà hộp chốc chia bị xét tẹt tôn từ những hạt ập
hà áp ní coi chỉ cật ta mũi đại dương chua bát tia chả ra miền tén phú miền tăng pi pa hốc pa ọ chua mắm cặp bị tật trầy tật cường nâng nâng tiếng ọ ní cứ chia cật ta mũi đại mũi tiết cứ tẹt tôn nâng phết chẹt tẹt tôn phết chẹt tẹt tôn từ nâng mẩn mén tật tật cọ tế tật classé coi chỉ cật ta đại nè chúng cá bom ôn những ăn lẹt gì khang miền tén còn tại đặt tự class C mà đọc liếm quạt thuê quạt nâng chênh rục sở nhà phìm ao tăng dưới máu hiên sở báo cứ có quạt cần đà tiếng ọ ní hai cứ chia cắt tà đại chấm bóng đại dương chụp tè chờ anh cho mình đây thay cắt tà tiếng ọ ní cứ chia cắt tà đại dương cao phía sở mẹp nẹ đại quạt màn tôm mình phải nhả lẹ dí cơ đôi chìa thay tôm sau cục hiếp sở mẹp nẹ đại quạt cài được hỏi chờ ở những chung mỗi chào bà rõm thay sở mẹp bộ phết chung ngữ ở lẹ dí chờ mỗi dương ai chắc tốt khá chi bộ phết chung ngữ để thương ngôn đại được tế lục chậm đến chấm bố xâm nua thà allergy đi cứ chia chủng ngữ thôn cố tam cặp bất dương ban nhưng ban gì mà mình hỏi chủng ngữ allergy chủng mốt kỳ chất tục chia chủng ngữ ram rầy mình men chia chủng ngữ thôn cố ai ở dương slap liêm liêm rư gọt tỉ có bàn tay về pa pol đó sọc hiếp nâng pa pol tới đó một nghĩa bà dương nè một cặp bò đại dương cá na quạt miền allergy chủng mốt hơi cứ quạt thở sọc hiếp quạt chọc sỏi nè chẳng thơ ở miền ca rụng khăn đón một cái bò quát đại chỉ chip rô xì tiệt bởi tớ cái lãnh thơ cá cứ quát mình miền sọc cái phía bò bộ đi kì thì đôi chứ cái lãnh ổn đi hai cứ chia cả ta muối đại dương cua tái chia ba nâng thai tôm sọc cái phía luôn dương nên chăm chăng su môi sầm nuối tiện tẹt tông chung một nên chung người nên lục lục bàn chung điểm chung hai thay chỉ tập hết chung người ram rai ta ở tập hết chung người là gì nên ta vẫn áp chia ba ở chia đại tê rồi môi còn nơi ta vẫn to ram rai vậy nè cáp chỉ bà chung người ní bị à sai đường pì thì mỗi cả ta khuôn ấy đại sầm chầm bong tọp máu cứ cả ta pì tì pì cứ quát rơi tay một chút nâng lục về chuyện mình đứt ai cái tí đã bấy nai nom quạt cả ta đại dương ai cà bia bán cứ được như vậy bằng mình hỏi cứ luôn quạt nữa cứ bà đấng quạt alex gì chỉ mùi say mùi đi họ thà quạt máu quạt miên ruột sinh nhà cả đa rồi quạt tăng cho máu hia sờ bao nè cứ quạt thở đăng thà cua tài rước luôn quạt ta quạt alex gì nâng say mùi nè thì họ ta alex gì mùi tật cọ cứ quạt ai cà pia luôn quạt bán quạt chộp hộp tật cọ tới cứ chỉ cà sạch mùi tiệt bà sân thì quạt alex gì quạt dương tử cú pet dương suốt đánh đào quạt ở tới ta quạt hộp say khá đại thưa ở quạt nâng miên alex gì nâng cao lợn chẳng dương bệnh chốt này alex gì nâng tử cứ quạt nâng lên alex gì vậy bà lấy tham một pì cả ta mua chấm nuốt cả ta mua chấm nuốt tẹt tuồng nâng luôn ai bắt đầu nè nâng nhẹ chung người bắt đầu chẳng ca chị ba đi vì chuộc chị à say nâng dương chỉ mỗi người group pet thì mỗi dương thưa chẳng bàn ọt bởi dương thưa bán chỉ cả ta mỗi đại group pet ai chị ba quạt bàn chia sạch bài dương hay chia cả ta mỗi đại dương group pet có tới tái nát chỉ mỗi nhẹ chung người thơ mắt ở quạt máu đào bấy chuộc dương dương ao tham tới hay dương ao quạt thái toàn sau cặp hiệp quạt đòi được biệt nè nhé đăng ký cả ta sầm khăn chà chương ở bờ tam luôn trong đất ban chuẩn bị chung thay ban nhà chuẩn bị đi chương ai chia ba chia lưu tra thì quạt nắng cho luôn thái sau cặp hiệp quạt đòi bà cho luôn thả ca khi bạn 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 chụp chạy ở cần lóng mốc ta ở miền bồng hai chia bồng màn phía rồi hỏi đại quạt cho lòng cắt cặp chia ba ở chung ngựa lại gì đi ở ban chia sạch bài tam cặp bật bà khi ông mình bàn miền sạch tệ cho bà lo tế vì bà nhà đại quạt chia ba sạch bài có phần tái chấm bù quạt màu chỉ bà với cứ dương sân kết khơi miên cầm đặt cứ miên đó từ học sắp tới chất sắp hiện rồi nhé này nhà chữ đại màu bình đặt có phần tài còn là tha khơi miên ca thu sắp bói và dương mình ban kết chỉ hiện rồi nhà chữ ngữ đại màu tam đan dương chạp bị bay khai tới một mùi khai dương sân kết khơi thá nhà chữ ngữ nó cứ cả miên lẽ khả thu sai trở lại ở trong xung mình thay một tiền tiện tương cho mùi năng mua là hai có đôi chị ở cái pe đa là cha nhẹ chồng người để quạt mình bằng hàn đi quạt mình một rốt xì và cáp chị ba đứa mua của cáp rắc xa chồng mua nhưng bị chạm mình để mình chồng nhé nhé này là ta ở bờ sân chị ca để quạt bẩn to tục chồng người đi để quạt bẩn bán quay qua đứa mua của pe khác còn bán được chật tục nặng thay vì chị bằng nhà hà và pe đã lẽ gì ấy chứ ta quạt đừng ai bị chôm nó bằng nhà hà vậy đại được sầm nua đi cứ chỉ sầm nua mua để sầm khắn để không chọn dùng riêng được rồi ta lấy xuống
chụp người này bà sân chìa dương đăng thả lẹc gì chụp màu hơi dương mình ban một chút mùi nâng cựu bệnh ảnh cái tí phần này chỉ một bụng cỏ tí dương chế tạo đau từ tinh tháng năm tam ở sật than xem xến cứ dương nâng ai phô lực bạc bí đại sầm khẳng tì mùi cứ tha phô lực bạc nơi chụp người ăn lẹc gì chụp màu này cứ về ai ôi phô lực bạc tì mùi tao chỉ hợp chỉ chụp người hợp mà tí bí ai ôi tao chia rứt đôn chụp màu chà muốn cần để thuần thì bây cứ ao ai chả liệt chân và hong chân mục nên cái hàng ta xin dịch năng ấy thì bây thì muốn về ai ao là liệt thì chị nít đại chia cắt ta chầm bòn cào na chân hỏi bàn khi ông tại anh tại nè chỉ người từ bản đất nhầm ao dương non cái thai xa sau cuộc hiệp nằng cứ nơi pe đại dương ca bị vọt chân hỏi can pe nó dương bạc chị bà lời nâng cắt ta tìm mùi cắt ta tìm bí cứ xông mọi bọn bà ôn dương công tử tinh tháng năm nơi tam phàm xí đẹp đá nế dương trời mộc đất ở bàn cho bà thả ta cho mô dương an liệt dí lứ có bà ta sai chà nế bờ an liệt dí dương thử ca bà tháng năm xây ở việc trong tư đạo bà dương nế ở trong tư đạo bà dương của tháng năm bên miền tràn nế khá từ riêng ta dương trời bà tháng năm bà phết nà bờ chìa nịch sật đàm bay ở quát từ liên nâng cùng ở ngoài kiện tì pí cứ mình thấy cả quát thử ca bạc lan từ ca ấy nên nó sẽ dương thử từ chuột mũi với chậm đất thầm thử đàm bay kia ở tháng năm nát đây mình miến hiệp là ngoài đây khẳng lý đại chi cả ta sầm khẩn chân khinh tha sầm hẹp và ca đòn lên bị chậm mình chi sầm hẹp từ tua tháng năm vô từ nhằm nâng cơ mình men chơi từ đòn tập đi tập tê cái dương miền ở cật cầm miền ở chập tùng lọp trầm bẹn bẹn anh kim trang xuống môi sầm núi trong cõi thật ta sầm hẹp ca ở đòn chả mẹ để quạt ca chầm ngứa để cái lóng mặt đây là kêu ban chầm nhịp chung hai ta và hai chi cho sầm hẹp rồi hai để quạt ca và nhà hai chầm ngứa đi prop hết chả chân lóp bây giờ pi chân lót nát đo chân lót nát để phía trên còn cao chân người đi chân lại thì khi không ai cái xa mình miền bắc bàn tay ở dương sơn kết khơi an liệt gì chấm mốt chân tay nửa lư khmer chập pi ở dục đập chân nằm lợn đập chân nằm lợn là hố đầu vị cha bàn tay đôi chia cầm ở dục đôi chia học sập chân nằm cứ sập bộ nè bị đập từ chỉ sách chân miền tây nửa không vây sắc sang tại đòn bởi quạt cha cha tích tích cứ quạt đằng là bịp cứ quạt đằng luôn quạt ố quạt hộp hà này tới rồi quạt tật phê xe này tới cứ quạt thở tốc cứ kêu quạt hộp về tay chỉ tu tới cứ cho ra tận nơi lứa sơ nó cứ sổ bộ miền tiền cứ bởi vậy bị ảnh dụng đọc cho năm tự đọc bằng bốn cho năm cứ sổ bộ จ้ะจะหลอนี่จะหลอนนั่งจ้ะจังประเทศไม่ติดโดยสารแต่ลงจำเริ่มบ้านจะมีจุดให้ทาบัตรสินเจียกวัดอัดยามประเภทอาหารได้เพื่อไอ้กวัดปะปอเตอร์และสิจมอเต้กวัดนั่งอัดมีนปัญหาตีตาเนื้อเป้ได้ใบนั่งตากวัดเหมือนจำใบเตอร์โรสิบาบชีบาเต้รุ่มมวยก็กวัดตอมแต่จังจังเตอร์วิอัดปะปอก็เจตตอมเองจังเตอร์ตาจังไหนบ่าสินเจียกวัดอัดมีนรูปสัญญาในจุดมืออันเล็กสิจมอเต้ คือគាត់មិនបាច់មករកសេវាព្យាបាលទេគាត់យើងគ្រាន់តែស្ដាប់នីតិសុខភាពនេះគឺគាត់អាចធ្វើបានគឺគាត់នឹងអាចកិច្ចផុតពីជំងឺអាឡែស៊ីជាមួយ จ้าจ้าอกุญจรานโลกวิจารณ์บันเดจ้าไกซ้ายได้บานปดอลที่บัตรสัมผัสอยากบอกกับบ้านเหม็นแตนแต่ตรงตัวนึงปัญหาจุงงืออะไรสิจมอกไอปีการวิธีก็สมอกุญสมัยบัลลูวิจารณ์บันเดจได้บ้านในจืนจะรวมในขนมการวิธีก็โดยที่จะปดอลเกติยูจะจำนายไปเวลีดจะมองมีเยอะจุงงวยในการงี้จะรวมที่บัตรสัมผัสในขนมการวิธีจะจะจ้องร้อยจะรวมจำเดจมีนที่ซาไว้ดำไปดำพยานตลอดบอมโอนไปที่ปวดสัมผัส จิตติบรรจบขยมโสมไคลมนอกุลดอตูตูปอกอายวนมาดองติดให้จิตติบรรจบนี่ขยมโสมอัมพีนิวดอไปจีประวัติยืนแต่อ๋อได้มันทานในจุดบอดมันทานในตีกรงขยมจังเอายืนเจ้ากาปีในสกปรกบอกลุนยืนตายืนกาปียังโดยไม่ได้แต่ขยมบานยืนมุ่นน่ะแล้วขยมสลบจีจีจีจงกรอยนี้คือ ទីមួយយើងនិយាយពីបរិស្ថាននៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងបរិស្ថាននេះសំខាន់ណាស់ជាពិសេសនៅក្នុងបន្ទប់គេងណាក្នុងបន្ទប់គេងដើម្បីយើងជៀសឲ្យផុតពីជំងឺអាឡែស៊ីច្រមុះនេះគឺយើងនៅក្នុងបន្ទប់គេងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានលក្ខណៈ
ស្ងួតកុំឲ្យមានសំណើមទី1ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានផ្សិតទី2គឺយើងស្ថាយើងអាចធ្វើបានគឺយើងធ្វើម៉េចកង្ហាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្រោមភួយពូកមុងយើងហ្នឹងគឺយើងអាសាយកទៅសម្អាតវាណាដើម្បីយើងកិច្ចផុតពីអាហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំឃើញជាទូទៅយើងច្រើនតែយកសัตว์យកទៅគេងក្នុងបន្ទប់នេះគឺជាបញ្ហាដែលសំខាន់ពីមុនយើងថាងលេងឆ្មាចាស់ចាស់ថាលេងឆ្មាឲ្យកើតហឺតកើតអីតាមការពិតមិនបាច់ចាំលេងឆ្មាទេដោយសារសរីរាង្គយើងវាប៉ះអាឡែកស៊ីជាមួយនឹងសัตว์ប្រភេទណាមួយវាឲ្យកើតហើយនេះចំណុចទី1ដែលសំខាន់ចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបអាហាររបបអាហារនេះដែលខ្ញុំបាននិយាយហើយបើខ្ញុំសរុបចុងក្រោយគឺនៅអាហារពីរមុខដែលសំខាន់ដែលយើងជួបប្រទះច្រើននោះគឺរបស់អាហារដែលមានលក្ខណៈយើងផ្អាប់បន្ទាប់មួយទៀតគឺយើងភេសជ្ជៈដែលត្រជាក់ណាអាហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយដែរកត្តាមួយទៀតសូមអំពាវនាវបងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលមានរោគសញ្ញាដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមសូមបងប្អូនយើងមកទទួលសេវានៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតផ្នែកជាជំនុំពុំកយើងខ្ញុំដែលជួយផ្ដល់សេវានិងការអប់រំជូនសូមអរគុណចាចាអរគុណច្រើនលោកវិចារណ៍បណ្ឌិតអរគុណជម្រាបលា